Good morning, Vietnam, America. Vào giữa tháng 5, Tổng thống Biden và nước Hoa Kỳ tổ chức họp với các lãnh đạo của 10 nước trong khối ASEAN, trong đó có sự hiện diện của Thủ tướng Việt Cộng Phạm Minh Chính. Nhân dịp này, Peter lấy cho cái tin số 3, 3 cái hình. Nhân dịp này, hàng chục tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam, đã ký tên chung một bức thư gửi tới trực tiếp cho Tổng thống Joe Biden, nguyên thủ của Hoa Kỳ, người chủ trì cho cuộc họp ASEAN tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn, yêu cầu Tổng thống gặp trực tiếp, yêu cầu áp lực với Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một cái dịp mà chúng ta nhìn thấy chúng ta không cô đơn trong vấn đề yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp vào nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta có các tổ chức quốc tế nổi tiếng nhất có tham dự trong cái chuyện này. Nhân dịp này thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng loan báo với quý vị là trong vòng 2 năm vừa qua, vì đại dịch COVID-19, ở trong nước thì Việt Cộng lợi dụng những cái quy định khắt khe của COVID-19 mà bắt bớ, giam cầm, cũng như là xét xử những người đấu tranh cho dân chủ, đặc biệt là những người trong giới trẻ hay những người mà ở hải ngoại này về đấu tranh thuộc tổ chức Việt Tân hay thuộc tổ chức của ông Đào Minh Quân. Quý vị có thể không thích Việt Tân, quý vị có thể không ưa ông Đào Minh Quân, nhưng mà họ có người đưa về Việt Nam đấu tranh. Cái chuyện lịch sử sẽ phán xét cùng việc làm của họ. Cho nên chúng tôi loan những cái tin này để cho quý vị thấy. Trong 2 tháng vừa qua, nhất là từ dịp Tết cho tới giờ này, kính thưa quý khán giả, ở bên Việt Nam, dư luận viên cũng như là Cộng sản nằm vùng tại các cộng đồng khắp nơi trên thế giới đã loan tin rằng, tôi lập nguyên văn, mà chúng tôi thận trọng khi nghe tin này và nghiên cứu cái tin này. Họ nói rằng những người lớp mà đấu tranh của Việt Nam Cộng Hòa già chết hết rồi, COVID giết luôn một mớ, bây giờ không còn ai đấu tranh nữa hết. Đó là cái điều mà họ nói rằng bây giờ có nhiều người không chào cờ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Đau đớn là bác sĩ Hữu và tôi cũng biết được câu chuyện xảy ra ở San Jose, nhưng mà chuyện đó đã giải quyết xong rồi. Sự thật nó có là như vậy. Tức là cũng có một số tổ chức lung lay vì sự tuyên truyền của Việt Cộng. Vậy thì tôi đề nghị bác sĩ Võ Đình Hữu và cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi tại Hoa Kỳ nhớ đến một câu của Bình Ngô Đại Cáo: hào kiệt lúc nào cũng có, lớp già chết đi, lớp trẻ sẽ kế tục kế thừa cái sự nghiệp đấu tranh của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Dù chúng tôi 75 có chết bớt đi rồi hay chết hết đi rồi, vẫn có thế hệ truyền thừa. Vậy thì lúc Phạm Minh Chính đặt chân đến Washington DC, chúng ta sẽ hợp sức để tổ chức một cuộc biểu tình trước cái hội nghị ASEAN, đứng xa nửa cây số cũng được, họ cấm chúng ta bao nhiêu chúng ta vẫn làm, tổ chức để cho Phạm Minh Chính và Đảng Cộng sản Việt Nam thấy những người già còn hay mất, những người trẻ kế tục hiện diện cho họ thấy già còn ít nhưng mà trẻ sẽ nhiều. Đó là cái đề nghị của tôi ngày hôm nay. Tôi không biết là anh Võ Đình Hữu với tư cách là cựu chủ tịch của Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ, anh có thể góp ý trong cái vấn đề chúng ta cùng hiệp sức để tổ chức một cuộc biểu tình giang chào Phạm Minh Chính trước cái hội nghị ASEAN này. Mời bác sĩ. Vâng, quý vị thấy là đây là một cái đề nghị rất là hay. Thật ra là những lần trước đó, khi mà những cái người cao cấp của Cộng sản qua đây chúng ta đều giang chào hết, thì vì Covid do đó những cuộc hoạt động trong 2 năm qua có vẻ vì cái tình hình y tế. Tuy nhiên bây giờ thì một ngày Covid bây giờ Hoa Kỳ rất, mặc dù họ ở Trung Cộng và các Ấn Độ rất là cao, nhưng mà ở Hoa Kỳ rất là ít.
Một ngày bây giờ cái tỷ lệ nhiễm bệnh chỉ còn một ngày chừng 40.000 người thay vì mấy trăm ngàn, và số người chết có 400 người thay vì 3-4 ngàn hồi trước. Thành Hoa Kỳ đã control rất nhiều. Thành tôi sẽ ngay sau khi nói chuyện xong với Yumi hôm nay thì tôi sẽ nói chuyện với các anh em trong giới trẻ, trong cái ban lãnh đạo mới của cái cộng đồng Hoa Kỳ, là chúng ta nên cần làm một cái buổi giàn chào tại DC đối với Thủ tướng Cộng sản Phạm Minh Chính. Và nếu được, cộng đồng khắp nơi cũng có thể làm những buổi biểu tình, để trong khi ông ở bên đó, mình cũng có thể tổ chức để mà đã đạo hay lên tiếng ở các địa phương nếu được. Còn không thì cùng nhau về DC một số để mà lên án và giàn chào cộng sản Phạm Minh Chính. Thì cái đề nghị rất là hay, và ngay sau nói chuyện với anh Yumi đây trong đài thì tôi sẽ liên lạc với các anh em đó. Mà Yumi. Vâng, thưa chúng ta biết là chúng ta năm nay là năm 47 năm quốc hận, thì cái cuộc gặp này là tháng 5, mà cái thời điểm đó là quý vị nhớ là quý vị đương ở trại tị nạn, quý vị đương sắc bất sang bang, và quý vị đương lo sợ hàng ngày trước sự nghĩa là thắng lợi của Cộng sản chiếm trọn cái miền Nam thân yêu của chúng ta. Bây giờ không có lý gì mà 47 năm sau quý vị còn sống, còn đi được. Chúng tôi nghĩ quý vị nên đi khuyến khích các em trẻ của mình. Các em trẻ không phải chỉ có biết ăn học và làm giàu, mà các em trẻ còn có tinh thần đấu tranh. Quý vị hỏi các em, nói chuyện với các em, tôi tin chắc là các em sẽ tham dự, nhất là các em ở những cộng đồng gần ở Washington DC, New York, Georgia, Philadelphia, New Jersey, vân vân, những cái vùng lân cận chung quanh đó. Chúng ta tụ về một con số chừng 100-200 người là đẹp, vô cùng đẹp rồi, để nói lên cho thế giới một cầu thủ bóng rổ người Thổ Nhĩ Kỳ, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, không có liên quan gì tới Việt Nam hết, mà người ta nghĩ đến đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Tại sao chúng ta là người Việt Nam, cha mẹ chúng ta là người Việt Nam, tổ tiên chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta không đi đấu tranh? Cho nên đây là dịp để chúng ta nói lên, trả lời cho cái sự tuyên truyền láo khoét của Cộng sản Việt Nam là chúng ta đã chết hết rồi, và bây giờ gần như là họ chuẩn bị cái việc tiếp thu cái cộng đồng của chúng ta. Vâng, thưa bác sĩ là có vâng, mời bác sĩ. Tôi có, mà cái này rất quan trọng. Ngày 10 tháng 5 á, là ngày nhân quyền cho Việt Nam, là ngày mà Hoa Kỳ đã ký một cái đạo luật, để coi là đạo luật nhân quyền Việt Nam. Chỉ có nước Việt Nam mình á, là có cái đạo luật về nhân quyền này mà thôi. Và hàng năm chúng ta đều tổ chức đây ngay tại Thượng viện Hoa Kỳ buổi lễ để nhớ ngày nhân quyền Việt Nam, và mỗi năm tôi đều đi tham dự và phát biểu. Nhưng mà 2 năm này vừa này đó và kỳ tới này á, là vì vấn đề Covid nên chỉ làm ở Zoom thôi. Tuy nhiên cái ngày 10 tháng 5 và ngày họp 12 tháng 5 rất gần nhau và tôi thấy rất là quan trọng. Thành tôi nghĩ đây là một dịp chúng ta có thể biểu dương được lực lượng của, cho biết rằng người Việt Nam hải ngoại vẫn luôn luôn nhớ về quê hương và tranh đấu tự do dân chủ, để cho những cái lời đồn đại cộng sản sẽ bị đánh tan đi. Và đây là cái dịp mà chúng ta gặp lại nhau sau 2 năm Covid, thì anh em có thể gặp nhau đây rất là vui. Nhất là đương nhiên tháng 6 này, ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi sẽ về New York để đi diễn hành quốc tế. Nhưng mà tháng 5 này nếu kéo cần chúng tôi cũng có thể bay về DC để họp với các anh em. Thành đây là 2 dịp liên tiếp chúng ta có hội gặp nhau, và nhất là trong cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 rồi tới ngày nhân quyền Việt Nam rồi ngày chống cộng sản của Minh Chính. Và quý nhớ là ngày 12, 13 tháng 5 đó đó là ngày mà những thuyền chúng ta vẫn còn lênh đênh trên biển cả, chưa tới trại tị nạn. Tôi đặt chân tới bên Guam đó là ngày 15 tháng 5 mới tới. Ngày đó vẫn đi trên tàu HQ500, nhìn biển bao la, tương lai thì vô định. Thành chúng ta cần phải nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua. Chúng ta ra đi vì cái gì? Chúng ta có những ước mơ gì khi ra đi? 47 năm thời gian thật là dài, như thật là ngắn của cuộc đời người. Còn bao năm nữa thì chúng ta hãy nhớ rằng á, chúng ta phải chiến đấu cho tới khi mà cái mục đích được thành công. Và mong rằng trong cuộc đời này tôi cũng như anh Vô Miên và những người lớn tuổi mà Việt Cộng đang nói là nói cái sai lầm đó, thì có cơ hội chúng ta sẽ có ngày trở về trong những năm sắp tới trên đất nước Việt Nam thanh bình và tự do. Mình Vô Miên.
Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp của chúng tôi ngày hôm nay cũng liên quan đến vấn đề tranh đấu cho tự do ngôn luận, một cái quyền thiêng liêng cho Việt Nam của chúng ta. Nếu như chúng tôi không đủ giờ để bình luận thì quý vị nhớ giữ đài để nghe phần 2. Tại vì cái tin này nó vô cùng quan trọng mà chúng tôi chọn bác sĩ Võ Đình Hữu để bình luận cái tin này. Tại vì bác sĩ là người đấu tranh liên tục không ngừng nghỉ, đi làm việc mà vẫn để cuối tuần bỏ vợ con ở nhà đi đấu tranh suốt mấy chục năm nay. Kính thưa quý khán giả, bản tin số 4 ngày hôm nay của chúng tôi, quý vị nhớ chúng tôi đã từng chỉ trích Facebook dù rằng ông chủ Facebook có bà vợ là người ở Sài Gòn chúng ta, dù cô là người Việt gốc Hoa nhưng người Việt Quảng Đông thì cũng giống như người Tàu Quảng Đông thì cũng giống như là gốc Việt Nam mình rồi. Cô là người Quảng Đông, là người Việt của chúng ta, cho nên ông rể Việt Nam này của Facebook lại hợp tác với Cộng sản Việt Nam đã chặn tất cả những cái tiếng nói đấu tranh vì cái quyền lợi, vì cái đồng tiền rót vô. Chút xíu nó nghe bản tin quý vị sẽ biết như thế nào về câu chuyện này. Nhưng mà tới ngày hôm nay, thưa quý vị, bản tin này chúng tôi sẽ trình bày sau khi dẫn cho quý vị thấy là bây giờ nhân cái dịp hết Covid rồi, bây giờ tới chiến tranh Ukraine và nước Nga thì nó xảy ra những câu chuyện người ta đổ dồn vào đây thế giới để mắc vô đó. Thì những nước độc tài, đảng trị hay là cộng sản thường lợi dụng những cơ hội ngàn vàng này để đàn áp những tiếng nói đối lập, đàn áp người dân để đạt được những cái kiểm soát chặt chẽ, khắt khe vốn đã có từ trước của họ. Cho nên cái bản tin này là bản tin mà nó liên quan tới những đài, những báo như là đài VNTV hay là đài VOA, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài BBC, tất cả những chương trình Việt ngữ hay là báo mạng, tất cả Facebook, YouTube v.v. gửi vô Việt Nam để khán giả Cộng sản có thể chặn bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết bản tin này cũng như nghe lời phân tích của bác sĩ Võ Đình Hữu trước cái tin quan trọng này. Tương lai người dân Việt Nam sẽ bị bịt mồm, bịt miệng và không còn được gửi trên cái Facebook, gửi trên cái telephone những hình ảnh ra ngoại quốc. Mình chưa biết là vượt tường lửa có được hay không. Cái đó cũng là do anh em chuyên viên trẻ có thể tìm cách để chống lại cái việc này. Chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam, America.